với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Ê, yeah. Làm gì vậy? Đừng mà, đừng đánh. Nè, đừng đánh, đừng đánh. Đây đây. Có chuyện gì vậy? Anh Sơn. Cậu tới đây làm gì? Hả? Không phải chỉ có hai người thôi sao? Chú cũng muốn vậy. Thì là điên mà, tưởng chúng tôi chết hết rồi hả? Đúng là bị đuôi mà. Là ông Thi kêu chúng tôi tới để mở tiệc ăn mừng ở đây mà. Mở tiệc sao tôi không biết chứ? Anh còn phải đi học. Nghỉ học rồi, cậu còn phải đi làm mà. Chúng tôi không muốn dụ dỗ cậu. Hơn nữa, khi anh tới cái nơi cao cấp như vậy, sao anh sẽ nhớ lại chuyện cũ? Cho nên không tính phần của cậu. Biết đâu gì muốn ăn luôn phần của cậu à. Vậy tại sao lúc nãy trong nhà tối quá như vậy? Khi nãy chúng tôi đang coi DVD mà anh nhỏ ở trong nhà. Ly nước có tiếng xèo xèo. Là soda cộng thêm muối dùng để hạ quả. Bộ chưa từng uống qua sao? Nè, mau giúp một tay. Mau giúp một tay đi. Ông Thi, ông không sao chứ? Sao vậy hả? Nè. Ông mau vào trong nghỉ đi ha. Đi nghỉ đi. Trời ơi, cẩn thận đó, từ từ thôi. Cẩn thận nha, đi đi. Anh muốn nói cái gì? Anh ở điên đã đủ chưa? Không phải đâu, tôi thực sự thất vọng về anh. Thì ra bệnh của anh đã hết thuốc chữa rồi. Anh Nguyễn muốn trước đi. Sao không thấy tờ báo đua ngựa vậy? Tôi muốn coi đua ngựa thế nào. Lạ quá vậy. Vậy nghĩa là sao? Mới sáng sớm tôi đâu có làm mất lòng ai đâu. Hả? Cậu đâu có làm mất lòng họ. Nhưng mà họ sợ làm mất lòng cậu thôi. Hả? Như chú của cậu khi không bị tai nạn bất ngờ, bị người ta đánh một trận cũng không biết tại sao nữa. Có lộn không vậy? Cần gì phải nói sâu xa như vậy để cười tôi? Bộ tưởng bây giờ tôi là người điên ra ngoài đường đánh người hay sao? Vậy thì cũng khó nói. Cũng như chú của cậu, người rất lịch sự, có học thức còn bị cậu đánh tới như vậy. Cũng may là người ta rộng lượng không truy cứu à. Đừng có đối với anh Sơn như vậy. Nhưng mà anh cũng hơi nóng tính một chút đó. Còn tôi, cái bụng như là cái thúng. Nếu lỡ như mà có chuyện gì xảy ra hai đứa con tôi ai lo? Hôm đó rõ ràng tôi nghe ông nói là ông làm việc mà. Làm việc thì làm sao hả? Vậy là ông muốn phá Michelle, ông có ý đồ bất chính với Michelle mà thôi. Nè, đâu thể nói như vậy, và anh cũng không thể nói người ta được. Người ta nói làm việc tức là đua ngựa ban đêm. Người ta còn cho tôi mấy con ngựa toàn là về nhất đó nghe, chúng tôi còn được thắng tiền nữa. Bây giờ ông chỉ là mua lòng mấy người đừng có trúng kế của ông đi, có được hay không vậy? Sơn à, cái này không phải là lòng heo chúng ta ăn đâu. Có tiền cũng không thể mua được. Nè, theo như kinh nghiệm của tôi từng làm cảnh sát và kinh doanh động mật viên 30 năm, tôi đã gặp vô số người rồi. Không phải thật lòng hay không tôi nhìn một cái biết liền. Chị hai tôi là mắt hơi mờ. Ai, thật ra cậu nên cảm ơn chú của cậu. Sa à, bây giờ chị cũng tin ổng mà không tin tôi có phải vậy hay không? Nhưng mà anh cũng thiệt quá quan phí. Nhớ lại lúc đó anh đã tốn cả mấy triệu đồng để trang trí lại cái quán ăn kiểu Pháp kia, còn mở đối diện với động mật viên của chúng tôi. Anh có biết xém chút chúng tôi đã bị đóng cửa hay không? Nếu không nhờ chú của cậu, bây giờ anh vẫn còn là công tử ăn chơi. Nếu không nhờ chú của cậu, thì gia tài tiêu tăng từ sớm rồi. Nếu không nhờ chú của cậu, giờ phải sống thực tế một chút đi. Nếu không nhờ chú của cậu, cháo trắng cũng không có mà ăn. Nếu không nhờ chú của cậu, cậu
cậu đối với chú của cậu hình như có sự hiểu lầm. Cậu là người trẻ tuổi không có thể quá cứng nhắc như vậy. Lần này đánh người ta là cậu có lỗi. May là ổng không có truy cứu. Bỏ đi nhanh như vậy là sợ gặp tôi hay là sợ tôi hỏi chuyện của cô với chú của tôi? Lần này tính của tôi quang minh lỗi lạc, không có gì phải sợ. Phải đó, tôi gần gũi với chú của anh và làm bạn tốt. Vậy thì sao hả? Có phải mọi người bây giờ bị bệnh rồi hay không? Ông chú của tôi đê tiện, ích kỷ, thủ đoạn và mưu kế thâm độc, vừa nhỏ mọn vừa ganh tị, không biết cầu tiến. Người đó là anh. Tôi cho anh biết, tôi hoàn toàn không có nhận ra những khuyết điểm mà anh nói về ông ấy. Trong lòng của tôi, ông ấy là một người có học thức, có sự nghiệp và có phong độ. Tôi đi chung với ông ấy thì giống như là tôi đeo một viên hộp xoàn 10 carat, xách một cái bóp LA, mang một bộ đồ dạ hội hiệu Juicy. Tất cả đều là hạng nhất. Cô đừng nói cho tôi biết lâu nay cô theo đuổi những thứ này đó. Vậy thì có vấn đề gì? Anh không có nghe qua gần với người giỏi hơn mình như vậy mới có tiến bộ sao? Không lẽ ở gần những người 3 ngày làm trợ lý, 3 đêm làm tăng ca thì sẽ có tiến bộ hả? Quyết điểm lớn nhất của anh là không biết lượng sức và không biết cầu tiến, lại còn liên lụy tới những người khác. Nếu không vì ông Hoàng có quan hệ với chị Sa thì anh đã bị đuổi từ lâu. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ từ chức để khỏi liên lụy tới người của nhà họ Kim. Nhưng mà anh đừng để tôi khi dễ anh. Nếu anh không làm ở công ty gia nhân còn có thể làm được cái gì? Chẳng phải nhờ nhà họ Kim để mà nuôi sống mình sao? Vô đi. Tôi từ chức. Bởi vì ông Hoàng và cô Dạng không có mặt ở đây cho nên chỉ có cách đưa cho cô mà thôi. Được. Vậy khi nào có hiệu lực? Ngày tức thì. Theo hợp đồng làm việc của đôi bên á, muốn từ chức phải thông báo trước 1 tháng. Tôi biết, nhưng mà tôi nghĩ là cô không muốn nhìn tôi thêm 1 tháng. Nói cũng đúng, tuy nội dung hợp đồng quy định như vậy và lâu nay tôi rất tôn trọng tinh thần của hợp đồng, nhưng anh muốn lập tức nghỉ việc không phải là không được. Bồi thường 1 tháng tiền lương cho công ty không có nhiều lắm, chỉ có 4.300. Được, chờ một chút. Chờ một chút. Ê, trời. Các người có thể cho tôi mượn 4.300 hay không? Kiếm Nguyệt là người đầu tiên cho anh mượn nè. Con tôi kêu con tôi khoan chào đời sớm. Tháng này tôi tự ngăn cản mình không mua cá ngựa cũng cho cậu mượn. Ô nè, tôi chỉ có 500 thôi, nhưng mà không sao, nguyên cái đống mặt cát tôi cũng cho anh mượn luôn. Nè, tôi thì có 300 đồng cho cậu mượn. Nè, nè, không phải đâu, còn nữa nè. Tiền này đi mua đồ ăn không có mượn được. Nhưng thấy cậu đẹp trai như vậy cho cậu mượn luôn. Nhưng mà cộng hết vô chỉ có 4.100 thôi à. Hôm nay tôi quên mang bóp, nhưng mà có 20 đồng, anh cứ cầm lấy đi. Cầm đi. Nếu như mà tính 1 đổi 1 cộng lại chỉ có 4.120 đồng thôi. Sao mấy người nghèo quá vậy chứ. Nè thôi vậy. Cái chai yến xào này tôi mới mở hồi sáng này thôi, chỉ có 2 muỗng cũng đáng giá 160. Không cần sợ, không cần sợ, còn đây nữa nè. Cái tấm vé này đáng giá 20 đồng nghe ha. Bây giờ chỉ đáng giá 20, khi sổ số có thể trúng được 2 triệu mấy luôn á. Nè cầm đi, cầm đi. Vậy thì vừa đủ số rồi. Cảm ơn mọi người. Không có gì. Ở đây không nhiều không ít, vừa đúng 4.300. Vậy đi. Khoan đi đã, tôi vẫn chưa có đếm kỹ. Đủ rồi, anh đi được. Chúc anh tiền đồ huy hoàng. Cảm ơn, tôi nhất định được. Tôi đi đây, tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Kim Nhật, lên đây tập đóng phim hả? Phải đó, cái vai này hả? Tôi không biết phải đóng như thế nào, giống như là Châu Chỉ Nhược hay là Lý Mặt Sầu, cái loại đàn bà nham hiểm. Tôi thì không biết cách nào để mà đóng, tôi nghĩ phải hỏi cô, chắc là cô biết rõ. Cô nói cái gì? Hay là cô cứ việc nói thẳng ra đi. Cô cần gì phải tuyệt tình như vậy? Dù cho cô muốn cự tuyệt anh Sơn cũng đâu có cần phải dùng cái chiêu thức gian ác này.
Cô có biết cái gì gọi là dây hai ba khó mà đếm hay không? Tôi chỉ là muốn khích lệ ảnh thôi. Cái này không phải là khích lệ, mà là muốn bắt bí ảnh. Thật ra Tử Sơn có thể là một người rất ưu tú về mọi mặt, nhưng mà bây giờ anh chỉ biết ở trong công ty gia nhân in giấy tờ đặt chuyến tàu giao hàng mẫu. Nghỉ làm thì tới tiệm nhỏ để mà làm thêm. Bắt chiếc Kitty để giành phiếu giảm giá. Về nhà thì lại coi ba cái phim du duyên được vui cả làng. Anh không nên làm những chuyện này. Anh nên giành lại phần gia tài với chú của anh mới đúng. Michelle, không phải là cô với chú ảnh có cái gì đó. Anh Sơn không phải là người tầm thường. Anh không nên có cuộc sống như vậy. Nếu mà anh cứ tiếp tục thì suốt đời anh sẽ không thể ngóc đầu lên được. Kim Nhật, cô giỏi đóng phim, nhưng mà cô có từng nghĩ nếu như lúc đầu Dương Quá và Tiểu Long Nữ không có chia tay mà chỉ là sống vui vẻ bên nhau, Dương Quá sẽ trở nên thế nào không? Ờ, tôi không có hỏi qua Kim Dung. Tôi cho cô biết, nếu lúc đầu Dương Quá và Tiểu Long Nữ không chia cách 16 năm thì Dương Quá sẽ trở thành một người đàn ông nội trợ, về tới nhà giặt quần áo, nấu cơm và lo giữ con. Sẽ mất đi phong thái của một vị đại hiệp. Ông không biết cầm cây kiếm mà chỉ biết cầm cái giá để nấu cơm. Ông sẽ không được người ta khen tặng mà chỉ biết lo việc nội trợ. Cũng nhờ có Doãn Chí Bình làm cho Tiểu Long Nữ phải nhảy xuống đáy của tuyệt tình cốc, Dương Quá mới có cơ hội để tập được Ái Nhiên Tiêu Hồn Chữ, mới có cơ hội đẩy lùi quân Kim, đã trở thành anh hùng, trở thành thần điêu đại hiệp, lại được muôn người kính trọng. Ồ, tôi hiểu rồi. Chiêu thức này của cô gọi là chịu khổ vì trạng nguyên. Chú của ảnh chính là Doãn Chí Bình. Vì muốn khích lệ ý chí của anh Sơn, cô đã dùng mọi cách khi dễ ảnh, chà đạp ảnh, chê cười ảnh. Xin chào ông Trang, tôi tên là Thi Tử Sơn. Anh hả? Bắt tôi đợi lâu như vậy, còn tới làm gì? Xin lỗi nha, tôi thiệt là vô ý. Nhưng mà xin ông cho tôi một cơ hội qua Nam Mỹ để học nghề đi được không? Tốn hơi, vậy đi. Ông Trang à, cho tôi một cơ hội đi mà. Nè, cái bia người của tôi còn chưa tới sao? Nếu họ chưa tới, hãy để tôi thay thế cho. Tôi xin ông, cho tôi một cơ hội. Nói nhiều vô ích. Hãy cho tôi. Ông Trang. Hãy cho tôi một cơ hội. Bộ anh có bệnh sao? Đầy đủ hết rồi. Anh Sơn à, tại sao lại bỏ đi gấp vậy chứ? Đúng rồi, trước đây rõ ràng anh nói là không có đi Nam Mỹ mà. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, đàn ông thì nên phải tung hoành khắp mọi nơi, có cơ hội nên ra ngoài để học hỏi. Nếu mà có cơ hội đừng nói là Nam Mỹ, Nam Cực tôi cũng sẽ đến nữa. À, nói rất đúng nha. Ở nơi đây không tình không nghĩa thì ở lại làm cái gì chứ, đúng không? Đúng là vậy, giống như hoàng thượng, cái ông chủ mình chỉ biết lợi dụng, chỉ nhìn vào thành tích lâu nay bỏ mặc sự sống chết của nhân viên chúng ta không mà. Còn nữa, cái cô Dạng Quế Phi đó tối ngày cứ hung dữ, lại không cho hoàng thượng biết, có công thì khổ dành hết, có việc thì khổ không chịu làm. Đúng đó, cô Hồng Bạch Lam đó nói là vì công ty, rốt cuộc cũng làm không xong. Đi đây. Thì ra mọi người bất mãn với công ty nhiều tới vậy hả? Nè, hay là vậy đi, mọi người hãy cùng tôi từ chức một lượt, chúng ta đi ra ngoài được không? Ê, tôi 20 mấy tuổi rồi, tuổi cũng đã cao ha. Tôi sắp sanh. Không, vợ tôi sắp sanh rồi. Phải, bụng mang dạ chữa không có tiện đâu. Còn tôi thì không nỡ xa baby của tôi. Tôi cũng hiểu là mọi người đều có khó khăn của mình. Nếu vậy thì thôi vậy.
Trời ơi, thật ra là như vậy. Cậu Sơn á, chỉ là đi Nam Mỹ thôi, coi như là đi du lịch. Còn nữa, nếu như mà rảnh rỗi cùng với mấy thổ dân nhảy điệu samba thì là thoải mái biết mấy. Còn mấy đứa con nít đá banh khắp trên đường, nếu mà cậu đá banh nhiều không chừng sẽ trở thành cậu thủ đó. Lỡ như tình cờ gặp được con gái của Du Bạch Phiến Colombia làm luôn phò mã thì sướng biết mấy đó. Sức tưởng tượng của mọi người đúng là phong phú thiệt đó. Trời ơi, mấy cái cô bên Nam Mỹ nhiệt tình lắm đó nghe. Giống như mấy con mạng xà quấn kính bình cậu á, để khi thức dậy sẽ trở thành một cái xác khô quéo luôn. Cái anh đẹp. Thôi nè, ăn đi. Nè, ngôi sao may mắn không ai lấy hay sao? Không ai lấy thì thôi. Một lát nữa làm phiền kêu chị ấy bỏ ra ngoài giùm tôi. Cảm ơn. Cho chai bia, làm ơn. Chào Michel, tới lâu rồi hả? Tránh ra đi. Có chuyện gì? Ông hãy làm ơn, tự trọng một chút đi, ông Thi. Cô có bệnh sao? Khi không lại nổi nóng, khi thì lại dịu dàng. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi với ông chỉ là vì công tác mà làm việc. Cùng lắm á, chỉ là bạn bè trên việc làm ăn mà thôi. Ông làm ơn, từ nay đừng có suy nghĩ nhiều. Trời ơi, kỳ quá vậy. Hiểu luôn á. Cô đó, cô giỏi lắm. Đây là cạnh tranh công bằng mà. Thiệt đúng là. Cô chừng đó. Trời ơi, không biết con khỉ nó cỡ gì nữa. Thiệt tình. Cô Tự à, cảm ơn cô đã lo lắng rất nhiều cho tôi suốt thời gian vừa qua. Còn mọi người nữa, đặc biệt nhất là anh Cẩm đó. Ê trời ơi, đàn ông con trai, đừng có nói những cái lời nham nhở như vậy. Từ khi quen biết các người, tôi mới biết được bộ mặt hắc ám và tàn ác nhất của loài người như thế nào đó. Sơn à, từ nay cậu phải phấn đấu. Tôi không thể giúp ân công lo lắng cho cậu nữa. Yên tâm đi, cậu Sơn không còn là công tử bột như lúc trước. Bây giờ đã chín chắn người lớn rồi. Phải đó, tôi đã làm người khờ khạo suốt 20 mấy năm qua, bây giờ tới lúc thức tỉnh rồi. Cậu hiểu được như vậy tôi rất là yên tâm. Thật ra anh nên cảm ơn một người. Là ai? Chính là tôi. Nếu như thường ngày tôi không giúp anh xếp quần áo và ủi đồ, anh làm gì có sơ mi đi làm. Nè, coi cái này tặng cho anh nè. Là gì vậy? Đây là những đoạn phim hay và đã quay MTV của tôi đó, lấy coi để giải buồn đi. Nè, đây là cái áo của Minh Tinh. Đem qua bên Nam Mỹ đá banh mặt nha. Cảm ơn nhiều. Nè, tôi tặng bộ người thiết giáp cho anh. Đã hết sản xuất lâu rồi, có thể phân thể và hợp lại với nhau. Khi nào buồn chán có thể lấy ra chơi là tốt nhất. Cảm ơn nha. Tôi cũng có đồ tặng anh. Vậy hả? Đôi vớ mỏng. Có thiệt không vậy? Sao lại không thiệt? Để sau này không có việc làm thì lấy ra pha trà sữa, lập nên một tiệm trà sữa lọc bằng vớ thì tốt biết mấy. Trời, có nhiều kim tuyến quá vậy. Mắc lắm đó. Sơn à, tôi có một ký lạp xưởng. Còn thịt gì để cậu nấu cơm lạp xưởng ăn ha. Cảm ơn mọi người. Vậy thì hôm nay tôi vừa ăn vừa lấy về. Nếu không thì sao? Thật ra anh có thể nào chờ nửa năm sau rồi mới đi hay không? Tại sao? Michelle chỉ còn sống có nửa năm nữa thôi. Em vì phim tôi mới quay nửa năm sau mới chiếu được đó. Nhật à, tôi có thể mướn băng ở bên đó đi coi mà. Phải. Đúng rồi. Một lát nữa đi đâu chúc mừng cho tôi đi. Hả? Tôi nghĩ là chúng tôi không có chuẩn bị. Ngày mai cậu đi sớm, ngủ sớm đi ha. Có thiệt không vậy?
Thôi không ăn nữa, tôi phải đi ngủ sớm, chén mất đây ngày mai mới rửa ha. Ngày mai cũng đi làm sớm, hậu kim không có chuyện tiễn đưa đâu, sáng mai tự lo đi ha. Tự đón xe ra sân bay đi ha, dậy đi nghe. Cô Thị không dậy, chị Sơn. Sơn à, tối nay nếu cậu ngủ không được, làm phiền cậu dọn dẹp mấy cái chén rửa giùm tôi ha, cảm ơn ha. Cảm ơn nhiều ha. Cô Thị không dậy. Đám người nhà họ Kim á, nói được thì làm được, nói không tiễn là không tiễn. Chào. Chào anh. Anh ra phi trường hả? Tàu lửa không tới được Nam Mỹ. Chúc anh thượng lộ bình an. Cảm ơn. Nếu mà không vì cô, tôi đã không chọn con đường này. Cho nên lần này tôi nhất định phải có sự nghiệp rồi mới trở về Hồng Kông. Tốt nhất là như vậy. Chỉ sợ là không có cơ hội để gặp. Tôi không để cho cô khi dễ. Thi Tử Sơn này đã nói là tôi nhất định không để cho người đàn bà tôi yêu khinh thường tôi. Tôi nhất định làm nên sự nghiệp, nhất định phát đạt. Cô hãy nhớ những lời tôi nói ngày hôm nay. Tôi nhất định sẽ nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.